Ô Vy ơi. Đấy. Em nghe tiếng Vy vẽ đâu rồi? Sắt mẹ rồi. Nhớ mạnh nhá. Ừ nhớ. Đấn vị. Nó khoảng hổ mang à? Hổ mang. Đầu, đầu, đầu nó quay đây à? Đâu? Bên đầu. Úi. Mắc rồi. Đánh đuôi ra. Ngon. Ngon. Ui ôi. Ây ừ, à. Tỏ thế. Ngon. Ui ôi. Có không? Xem mồi miếc có còn con nào hay là chết hết rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ui thì phải đúng. Ui giời, thế vậy thì cái này phải để nửa tháng mà chưa đi thăm à? Hôm nay là mình được lại theo được chân anh em đi săn bắt mọi người ạ. Chuột hay cóc ấy. Chuột. Không ngờ biết có được hàng gì không. Phương mới chia ra ông ấy đi tìm bẫy của ông đấy rồi mọi người ạ. Giờ là hôm nay là có ba anh em mình đi thôi. Đấy, chia nhau ra. Đi thì mình cầm máy quay, mình sẽ đi quay cho mọi người xem cái cuộc hành trình mà anh em mình đi săn bắt. Không biết là hôm nay có được con gì không cơ. Mùa này là cũng đã bắt đầu vào mùa ong rồi mọi người ạ. Hoa vải, hoa nhãn đang thì ra nhá. Đấy, nhiều khi anh em mình đi vào những cái khu rừng như thế này giờ rất dễ gặp những cái tổ ong khói rồi là ong ruồi. Cái gì? Rắn mối bắt làm gì? Nhìn xem có tổ ong đâu. Này cái gì đây? Ơ Vy ơi. Đấy. Em nghe tiếng Vy vẽ đâu rồi? Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi này mọi người nhé. Mỗi một miếng này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư, được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ừ nhớ. Đấn vị. Hổ mang à? Hổ mang. Đầu nó quay đây à? Đây đầu quay đây. Đôi đó. À ui, đánh không? Đây đây. Ra, đầu quay đây này. Mẹ đuổi, đuổi. Nó đang đi chui hố, đuổi mẹ mày nhưng mà đéo kịp. Ui kìa. Đéo kịp rút ra. Này. Ngon. Đào đi. Rồi. Thả mẹ ra đào. Thả đi, tay. Nó ra rồi, nó ra rồi. Đang ra rồi. Đấy. Đào đi anh ơi. Đồ nó đang ra thì ông cứ cầm đuôi nó. Đào rộng quá. Khó mồm quá. À, ui. Có tiền rồi. Đồ nó ngóc ra. Đồ nó nhìn luôn thằn lằn nữa. Đi cả vành đỏ, cả vành nông lên là ok đấy. Do bây giờ anh em may mắn nhưng... À, đâu rồi? Thu rồi. Anh Sơn đi lùng quanh xem không có lỗ nào thông thiên đi không? Mới sạch cái ra anh. Chứ tí đây thấy rắn rồi đây nhưng mà tí lại đi qua lỗ khác mất tích kìa. Đặt mã lên. Cái lá cây nó cũng rộng lắm. Đầy lỗ này. Nhiều lỗ ý. Nó thông thiên mà. Đầy lỗ à. Đào luôn hình tròn xong rồi nhấc ở giữa lên cho. Thông thiên đặc biệt. Nghe mây rồi.
Còn lại anh em mình đỏ hết nhỉ. Vâng. Bẫy thì bẫy mồi xong rồi không bị mất. Mùa này nó cũng bắt đầu ra rồi. Ấm rồi. Đang. À, dụng rồi, dụng rồi, dụng rồi. Rồi giờ nhấc lên là được ấy. Đấy, anh lật lên phát. Đúng, 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 để lật lên là anh được bậy, anh ơi. Anh bậy lên rồi. Bậy lên là được. Ý. Mà. Ừ, bậy bậy hẳn lên. Ôi. Ôi, kia kia kia. Đứa phải đâu hai con. Hai con á? Đúng. Hai con ai đuôi đi đây. Phải không? Thì thấy. Ừ. Đâu hết rồi. Hai con rồi. Ý dạ. À, ôi, kia, kia, kia. Ôi, kia. Đấy, phải đi xem này. Ấy. Hai con rồi. Móc nữa ra. Được. Ui, ôi. Ôi. Móc rồi, móc rồi. Đấy, đuôi ra. Ngon, 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 ngon. À. À, đây. Ấy. Hai con. Ui, ôi. Ây da. Ui, to thế. Ngon, 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 ngon. Ui, ngon. Ui, cho ôi. Cho túi, cho túi. Cho túi. Cái chán nó không. Vãi trưởng à. Đây. Đây, móc rồi. Ui, cẩn thận đấy. Quăng quá. Nó tộp cho nhá. Nó tốt thật đấy. Yeah. Mấy con? Trời, ui trời. Hai hay ba? Yeah. Nó cắn này. Đấy, đấy. Đấy. Ui. Mày. Sao kìa. Kinh nhỉ. Ui, ui mà cái gáy nó kìa. Ui, ui, ui. Phụt luôn. Mày cắn luôn đấy. Phụt luôn. Ui. Sướng sướng thôi, bắt con trong kia ra đi. Để anh lấy con này. Con kia ra đi. Đi đâu anh? Cái gì? Nhưng vẫn còn. Còn đấy. Vừa nhìn rõ lên. Em thấy hai con thôi mà. À. À đây đây. Đây 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 đây. Ui, đây đi, móc đi. Móc đây, móc đây. Ngon ngon ngon. Ui giời. Bắt cẩn thận. Ui. À, đây à. Kìa. Ơi. À. Ui giời. Cẩn thận. À, con này nó toàn mẹ móc lên tay. Ôi ôi, con này. Ôi mẹ, 4-5 kìa. Kìa kìa kìa, con kia chạy kìa. Một ổ rồi. Chạy đâu? Mày hầm dưới. Một ổ rồi anh ơi. Ôi, con kia kìa. À. Đấy. À. Nó cắn luôn ấy. Trời. Mày nó cọc luôn. À. Ôi. Ngon rồi, ngon rồi. Để mọi người. Mẹ bánh to chưa? Cẩn thận nó chói. Con ấy. Nha. Ôi. Ôi trời ơi. Ấy, ui, cắn luôn ui. Này. Mù cao à, rồi. Ok. Đấy. Ui, phụt kinh nhỉ. Ui. À. Trời thật, để em lau cao đấy anh ơi. Lau đi. Mày ơi. Cái thằng này vẫn mới tởm này. À, nó đuổi ra. Đuổi. Nó đuổi ra. Đấy. Này, khổ mang mọi người nhá. Ờ. Ui, ý. Mẹ thằng con này mẹ nó toàn toàn ngoái đầu rồi nè. Thôi rồi. À. Rất là kinh khủng luôn. Đó, kinh chưa? Ui trời. Đấy. Nhìn con kinh này bảnh. Ấy. Cho thôi cho túi đi anh ơi. Xong rồi đào lại cái lỗ xem có nó hay là bên dưới còn nghi còn lỗ ấm. Biết mà nó lại đi theo ổ là phải được 5-6 con hay 7-8 con, nhiều khi là mấy chục con mà. Bây giờ bên dưới nó còn hang hốc thì sao? Đấy, may anh Phương phát hiện ra. Anh kè đồ đi. Vâng, gì ấy. Anh Phương phát hiện ra cái lỗ ấy rồi. Bắt nó vào anh. Cho vào. Cho em mới gọi chuồng. Đấy chưa? Em mới kinh không? Kinh. Em mới phành, con phành kinh không? Bành nó đã mà 1000. Kinh chưa? Ui. Ui. Rồi. Rồi anh đáo chưa mà? Bảy có bảy lên luôn không? Bảy luôn đấy. Ấy. Vật hẳn lên. À, có lỗ, có lỗ. Ủa? Có lỗ. Ui, đây. Cho nó đẩy ra ngoài anh ạ. Thì lỗ sang bên này không? Ừ. Thế rồi, cục rồi. Thế rồi á? Cục. Cái cục đá gì đấy? Đâu? Đây đây. Đây. Ừ. Chỗ nào đấy? Trên trong còn lỗ nào không? Đây, đây, đây. Đây, lỗ đây.
Đấy. Được, đây cho. Thấy gì cả. Ngon 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 ngon. Mẹ biết đâu với được ổ đi chợ. Ngon này. Anh Phương vừa đuổi vào hay như thế nào mà cầm được vào. Đấy, anh đâu phát hiện luôn đây này. Thế là vò à? Thế vò đây mẹ con nó nhanh, mẹ con chui vào phát là bắt đầu nó có nghiến hiểu không? Nhưng mà nhanh sao bằng anh ấy, vẫn vò vào đuôi, không có anh em tới. Con nó nghiến. Ngon đấy. Con vào xong rồi bắt đầu con nó quạt đấy. Ừ. Ui, ui. Tổng. Như anh em nó phạc ở đây xong. Ừ, hay là hay có con nữa. Biết đâu nữa là trong cái thời gian giao phối sao? Vừa nghe nó chọc thẳng ở đây xong. Thấy gì không? Ăn gì đấy? Đây là ngón. Không. Chắc hết rồi đấy anh Phương ạ. Cục chưa? Cục khỏe rồi. Đây nhá mọi người nhá. Thành quả của anh em mình vừa đi săn bắt đây. Được 4 em. Đấy, cũng rất là may mắn cho cả bên như anh em mình. Giờ thì cũng sắp đến cái giờ về rồi. Tại vì là anh em mình đang ở trong một cái khu rừng mà đi ra tới cái đường to nó mất hơn tiếng rồi, cho nên là đến tập tầm giờ về rồi đấy. Ôi chào mọi người, ngồi nghỉ tí. Thì cái video nữa của anh em mình xin tạm dừng tại đây. Mọi người xem video và nhớ like và đăng ký kênh giúp cho anh em mình nhá. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Đi về đi anh ơi, hút xong điếu rồi về nhá.